Sắn là một trong những sản phẩm chủ lực quốc gia. Ở Thừa Thiên Huế, sắn là cây trồng thích hợp trên các vùng đất cát bạc màu thuộc các huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà và huyện A Lưới, góp phần mang lại thu nhập và phát triển sinh kế cho người nông dân. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2019, bệnh khảm lá sắn đã xuất hiện tại địa bàn Thừa Thiên Huế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người nông dân. Trước thực trạng trên, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Nông Lâm Huế đã triển khai thực hiện đề tài, nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa bàn Hợp tác xã Tây Xuân, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Đề tài được sự phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Trường làm chủ nhiệm. Bệnh khảm lá sắn sẽ làm giảm năng suất khác nhau trên các giống sắn, ước tính từ 20 đến 95%, thiệt hại trung bình là 50%. Ngay cả những giống kháng cũng có thể giảm năng suất từ 24 đến 78% nếu bị nhiễm bệnh. Với những giống nhiễm trùng trung bình năng suất giảm từ 0 đến 77% tùy theo thời gian nhiễm bệnh và yếu tố môi trường. Bệnh khảm lá sắn là do một hoặc một hỗn hợp các virus lan truyền qua hom giống và môi giới truyền bệnh bò phấn trắng. Nguyên nhân gây bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam là do Sri Lanka Carpus Mosaic virus. Bệnh khảm lá sắn là do virus gây nên và vì vậy rất là khó áp dụng một biện pháp đơn lẻ nào để chống lại bệnh này. Cái mô hình chúng tôi đưa ra là mô hình tổng hợp, rất là nhiều cái lựa chọn cho bà con nông dân. Ví dụ như người nào muốn sử dụng giống KM94 để mà sản xuất và như vậy chỉ cần sử dụng chất kích kháng và dinh dưỡng thì cái chi phí rất là thấp. Người nào muốn sử dụng cái giống kháng bệnh thì họ có điều kiện hơn, họ sử dụng giống kháng bệnh và giống chống bệnh, nhưng mà có cái năm đầu thì chi phí phải bỏ ra một cái chi phí để mua giống. Tuy nhiên các năm sau thì họ không cần mua giống nữa và như vậy hiệu quả kinh tế sẽ tăng lên. Trên thực tế, mô hình quản lý tổng hợp bệnh hại sắn của nông dân Phan Trọng Thiện được thực hiện tại Hợp tác xã Tây Xuân, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với quy mô 1 hecta trong niên vụ sắn năm 2023. Bước đầu cho thấy cây sắn sinh trưởng và phát triển rất tốt và cho năng suất cao nhất trong hợp tác xã. Với giống KM94 kích kháng 35,5 tấn trên 1 hecta, HN5 38,4 tấn trên 1 hecta, HN1 21,1 tấn trên 1 hecta, do cây còn non, chưa đúng thời điểm thu hoạch. Trong lúc đó, KM94 đối chứng canh tác theo nông dân chỉ đạt 21,1 tấn 1 hecta. Cái mô hình này là chúng tôi đang chọn 3 loại giống để làm thử nghiệm. Loại giống thứ nhất là KM94, dùng chất kích kháng, hiệu quả rất cao, rất đẹp. Thậm chí là chống chịu hạn còn tốt hơn cả cái hạt na nấm và hạt na một nữa. Còn riêng cái hạt na nấm nào cũng một phát triển rất đẹp, nhưng mà nó có cái là hạn nhiều quá thì nó đổ là trứng sớm. Ba loài giống này thì chứ hiện tại là loài nào cũng thấy khả quan, nhưng mà chất lượng mà theo tôi đánh giá hiện tại ngang bây giờ thì cái KM94 dùng chất kích kháng vẫn là thấy hiệu quả rất cao hơn. Ngược dòng thời gian, bệnh khảm lá sắn đã xuất hiện và hoành hành tại địa bàn Thừa Thiên Huế vào tháng 4 năm 2019, đã khiến cho 1.070 hecta trên 3.557 hecta bị nhiễm bệnh khảm lá, tập trung chủ yếu ở Phong Điền và Hương Trà. Đây là dịch hại nguy hiểm, hạn chế lớn nhất đối với sự phát triển của cây sắn hiện nay. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do người dân đã sử dụng nguồn giống bị nhiễm FLCMV từ các nơi khác đem về. Theo các nhà khoa học, nếu không được quản lý, bệnh khảm lá sắn thì cây sắn sẽ khó có thể tiếp tục phát triển. Với Thừa Thiên Huế, nếu không trồng sắn ở các vùng đất cát bạc màu thì đất đai ở đây chỉ bỏ hoang vì khó có cây trồng nào có thể phát triển được ở đất cát và mang lại hiệu quả kinh tế cao như cây sắn. Như vậy, nông dân sẽ mất đi sinh kế, ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn của tỉnh sẽ đối mặt với không ít những khó khăn. Tinh thần thực hiện 4 cái mô hình đó là sử dụng chất kích kháng dinh dưỡng, mô hình sử dụng giống kháng bệnh và mô hình sử dụng chống bệnh. Thì bước đầu chúng tôi đánh giá kết quả là bệnh khảm lá sắn được đẩy lùi. Tất cả các mô hình đều sinh trưởng phát triển tốt và cái củ hiện nay là giai đoạn phát triển củ mạnh thì củ phát triển rất là tốt, cây hoàn toàn không bị bệnh khảm. Đối với các giống kháng và giống chống,
Đối với giống K194 là giống nhiễm bệnh mà sử dụng chất kích kháng thì có bị nhiễm bệnh nhẹ và vẫn sinh trưởng phát triển tốt, củ vẫn phát triển tốt, cho thấy củ và hàm lượng tinh bột là vẫn đạt được yêu cầu sản xuất đề ra. Quản lý bệnh hại tổng hợp là phương pháp tốt nhất để hạn chế sự gây hại của bệnh hại sẵn. Quản lý bệnh hại tổng hợp trong trường hợp bệnh virus như bệnh khảm lá sẵn cần quản lý tốt nguồn vật liệu giống cung cấp trên địa bàn tỉnh, quản lý bền vững môi giới truyền bệnh, bỏ phận trắng, trồng và chăm sóc cây khỏe, quản lý tốt đồng ruộng, đốt bỏ và tiêu hủy triệt để cây bệnh, tàn dư thực vật, cỏ dại, tăng cường kiểm dịch thực vật và nguồn giống đưa vào tỉnh Thừa Thiên Huế, luân canh giữa cây sẵn với các cây trồng khác, sử dụng kháng bệnh và chống bệnh khảm lá sẵn để hạn chế thiệt hại. Quá trình triển khai đề tài nghiên cứu xây dựng và chuyển giao về quản lý tổng hợp bệnh hại sẵn đã được áp dụng đồng bộ, đồng thời và chuyển giao đến người nông dân thông qua lớp học trên đồng ruộng FFS để người dân thực hành trên đồng ruộng của mình. Có như thế, bệnh khảm lá sẵn mới có thể được đẩy lùi và khống chế trong những năm tới để cây sẵn tiếp tục phát triển. Theo đó, năm đầu tiên, nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện các biện pháp để chống lại bệnh hại như biện pháp giống kháng, sử dụng chất kích kháng, phương pháp chẩn đoán bệnh hại bằng kỹ thuật sinh học phân tử, quản lý bò phận trắng môi giới truyền bệnh. Trên cơ sở đó, xây dựng quy trình quản lý tổng hợp bệnh hại và biên soạn tài liệu để huấn luyện các học viên. Năm thứ hai là áp dụng các biện pháp đã nghiên cứu để trình diễn ruộng mô hình quản lý bệnh hại tổng hợp và lớp huấn luyện TOT về quản lý tổng hợp bệnh hại sẵn cho 30 cán bộ và nông dân nòng cốt, về 10 bài học thực hành trên đồng ruộng, về điều tra hệ sinh thái cây sẵn, dinh dưỡng và sức khỏe cho cây sẵn, các giai đoạn sinh trưởng của cây sẵn, các dịch hại sẵn, tác nhân gây bệnh virus và bệnh khảm lá sẵn, sự lây lan bệnh khảm lá sẵn, giống sạch bệnh và giống kháng bệnh, môi giới truyền bệnh và biện pháp quản lý, các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sẵn. Các học viên sau khi điều tra đồng ruộng sẽ phân tích đánh giá và đưa ra kết luận để áp dụng cho đồng ruộng. Bản thân tham gia mô hình TOT này thấy là rất phấn khởi và được biết rõ cái nguồn gốc, cái bệnh trạng và cái đề kháng và cái năng suất của cái mô hình này. Ở nhà thì tôi trồng là như vậy là 1 hecta sẵn, ruộng là 0,35, nhưng mà đến bây giờ thì đang thu hoạch. Bản thân thấy rằng là cái mô hình này là quá đạt yêu cầu. Mô hình của mình đấy á, thì trong một mẫu này á, 1 hecta này á, là chúng ta có trong K194 sử dụng chất kích kháng đến giai đoạn thu hoạch cuối cùng này á, thì cái K194 vẫn là, mặc dù mình sử dụng chất kích kháng rồi nhưng mà vẫn là thấy là khảm lá sẵn là chiếm tỷ lệ cũng cao, khoảng tầm 40-50% dưới rồi. Nhưng mà nói về năng suất của cái K194 thì cái K194 thu hoạch vẫn cao, vẫn đạt được là một tấn 7 hoặc 1 tấn 8 đến 1 tấn 8 trên một sào 500 m². Các bệnh hại do virus, giải pháp duy nhất là quản lý tổng hợp mới làm giảm thiệt hại do bệnh. Tuy nhiên, người nông dân không hiểu đầy đủ về bệnh hại do virus gây ra, nên họ thường sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ bệnh hoặc không làm gì cả, vì thế các biện pháp áp dụng không hiệu quả. Điều này vừa gây tốn kém kinh tế, vừa ô nhiễm môi trường, vừa gây tâm lý hoang mang cho người nông dân. Quản lý bệnh hại tổng hợp cần huấn luyện nông dân về các nguyên tắc phòng trừ bệnh theo mô hình lớp học trên đồng ruộng FFS, trên cơ sở các nghiên cứu thực nghiệm. Đây là phương cách tối ưu nhất hiện nay để nông dân trở thành các chuyên gia về quản lý bệnh hại cho đồng ruộng của mình. Từ các nông dân nòng cốt sẽ nhân rộng lên về biện pháp quản lý bệnh hại tổng hợp trong cộng đồng dân cư. Các biện pháp quản lý và phòng trừ bệnh hại phải được huấn luyện cho nông dân trong lớp học trên đồng ruộng để người nông dân trở thành chuyên gia về phòng trừ và kiểm soát dịch bệnh. Theo phương cách này, việc phòng trừ bệnh mới có hiệu quả và bệnh khảm lá sẵn mới được khống chế. Trước đó, năm 2017, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sẵn áp dụng cho cả nước. Tuy nhiên, khi áp dụng quy trình này vào một địa phương nhất định, thì cần cả điều kiện và hướng dẫn cụ thể như vấn đề khí hậu, đất đai, tập quán canh tác, trình độ, khả năng áp dụng kỹ thuật của nông dân. Vì vậy, quy trình chưa phát huy hiệu quả trong thực tiễn sản xuất và cần phải có các nghiên cứu thực nghiệm để điều chỉnh các biện pháp thích hợp cụ thể cho từng địa phương và năng lực sản xuất của nông hộ. Trong lúc đó, tại Thừa Thiên Huế, chưa có chương trình nghiên cứu đánh giá thực trạng bệnh hại, phương thức lan truyền, nguyên nhân và mức độ nhiễm bệnh khảm lá sẵn. Việc nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý bệnh khảm lá sẵn bền vững và mô hình trình diễn
để làm cơ sở cho việc tổ chức các lớp quản lý bệnh cho cán bộ kỹ thuật và nông dân nòng cốt chưa được triển khai. Đề tài nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn được triển khai kịp thời có vai trò ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đó là sử dụng các biện pháp được nghiên cứu áp dụng thực nghiệm, đồng thời tổ chức các lớp FFS nhằm nâng cao nhận thức và năng lực quản lý bệnh hại bền vững cho người sản xuất, làm giảm thiệt hại do bệnh hại gây ra ở mức thấp nhất, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với tình hình kinh tế và mức độ đầu tư của người dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất địa phương trước mắt và lâu dài, góp phần ổn định vùng sản xuất sẵn nguyên liệu cho xuất khẩu và ngành công nghiệp của tỉnh nhà. Chúng tôi thấy rằng là cái mô hình của trường chọn ở địa bàn xã Hương Xuân này thì áp dụng cả hai giải pháp, một là chọn cái giống sắn mà chống khảm lá và cái giải pháp tổng hợp dựa trên các cái giống của địa phương để bằng các cái giải pháp khoa học để ứng dụng, thì qua cái mô hình này thì chúng tôi cho rằng là khá phù hợp cho cả hai trường hợp. Điều này khẳng định rằng là các cái giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ có thể giúp cho người dân khắc phục và làm cho cái ruộng sắn của mình có thể hiệu quả hơn. Và chúng tôi đánh giá rất cao cái nỗ lực của nhóm nghiên cứu để thực hiện các cái giải pháp tổng hợp này. Kết quả sau 2 năm thực hiện cho thấy, đề tài nghiên cứu đã đạt được yêu cầu là chống lại thành công bệnh khảm lá sắn bằng biện pháp quản lý tổng hợp qua mô hình sử dụng chất kích kháng, bón phân, trừ cỏ, chăm sóc, sử dụng giống kháng bệnh HN5, HN1. Nông dân trở thành chuyên gia trong quản lý bệnh hại sắn. Các học viên TOT sau huấn luyện đã thực sự là các chuyên gia để phục vụ cho việc triển khai các lớp học trên đồng ruộng FFS và mô hình quản lý bệnh đã được học về quản lý tổng hợp bệnh hại sắn để từng bước đẩy lùi bệnh khảm lá sắn. Sau khi thực hiện xong chương trình quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn, thì bước tiếp theo trong những năm tới chúng tôi mong muốn là thứ nhất, tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn cho bà con trên đồng ruộng gọi tắt là FFS, lớp học trên đồng ruộng, từng xã nên có một lớp để bà con thực hiện đúng và trở thành chuyên gia trong quản lý bệnh tổng hợp khảm lá sắn. Cái thứ hai là các giống chống bệnh và kháng bệnh thì nó rất là quý hiếm và chi phí đem về rất là cao, vì vậy chúng ta phải nhân nhanh lên các giống này để phổ biến cho bà con đến trên địa bàn của tỉnh để sử dụng và trồng để chống từng bước đẩy lùi bệnh khảm lá sắn. Qua đó, đề tài nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn cho tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được các mục tiêu đề ra, đó là xác định mức độ nhiễm bệnh và mức độ thiệt hại của bệnh khảm lá sắn, cũng như các phương thức lan truyền, nguyên nhân, mức độ nhiễm bệnh khảm lá sắn hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định các biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn có thể áp dụng trong điều kiện thực tiễn và xây dựng được quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho các vùng trồng sắn ở Thừa Thiên Huế. Xây dựng được mô hình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp trên thực tế sản xuất ở tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyển giao thành công quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho nông hộ, cơ quan chức năng, doanh nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế.